Chào tất cả các bạn và tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ cho thợ làm một cái nhà tiền chế bằng khung sắt nha các bạn. Các bạn theo dõi quá trình thợ nó làm nha các bạn. Và đây là thợ đang cắt sắt để ra cây và tiến hành làm nha các bạn. Và thợ đương đo khoảng cách để chuẩn bị ra ra cây nha các bạn và nối cây nha các bạn. Giờ thì anh em cân nước và lấy mặt bằng để làm một cái khung nền nha các bạn. Mời bạn theo dõi nha. Giờ là thợ đóng cọc các bạn, đóng cọc để cân mức nền và hàn luôn các bạn. Thằng khác rồi chứ không phải thằng đó. Giờ qua một thời gian anh em làm thì giờ đã gác được được nửa đà rồi các bạn. Được nửa cái đà để nửa phần đà để mà lót sàn các bạn. Dấu nào được anh nhỉ? Ngồi nhọn trước nè. Trước thì view không đẹp, đằng sau thì sau thì chừng từ từ sẽ có một cái khung cảnh khác nữa, có một cái kia nữa. Có một cái thớt để mà mình khách ra ngồi á, mình tối lại mình ra đó mình nhậu. Này chỗ mình không phải chỗ này, chỗ này của anh em. Quay cái sự đầu tư rồi anh. Sau một thời gian là 2 ngày thì giờ thợ vừa đương hàn những cây đà và đã lót tấm combo lên mặt trước của cái sàn này nha các bạn. Và đây là tấm combo nha các bạn. Đó, tấm combo này lót vô rồi các bạn.
Bây giờ thì anh em đã hàn cái khung để mà làm vách tôn các bạn, và đòn tay nữa cho mình mà làm được có được có 3 vị các bạn. Đây là toàn cảnh cái khu nhà xưởng đang làm các bạn. Giờ là thợ họ đã lót sàn nè các bạn. Lót sàn. Chỗ này còn thiếu 2 tấm nữa để cắt nữa các bạn. Giờ thợ về nghỉ rồi. Thợ về nghỉ rồi, để chiều lại đi ăn cơm rồi về chiều lại làm tiếp nha các bạn. Đây là cái gian nhà kho và nhà tiền chế nha các bạn. Theo thiết kế thì ở đây là phòng khách nha các bạn. Đây là phòng khách nè. Và đây là phòng ngủ cho công nhân. Và đây là cái kho nha các bạn. Do đất nghiêng nên là làm cái sàn bằng tấm combo nha các bạn. Ở đây là tấm combo nè. Đây là sàn dưới nha các bạn. Rồi đây là quang cảnh của cái nhà nha các bạn. Và mình cũng kết thúc video tại đây. Chừng nào mình làm tương đối gần xong rồi mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Bạn nào ưa thích thì cho mình một like, chia sẻ, đăng ký giúp mình có động lực làm nhiều cái video được tốt hơn nha các bạn. Tạm biệt tất cả các bạn. Tạm biệt.